Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ hai ngày 25 tháng 3 với những nội dung đáng chú ý sau. Tháng thanh niên 2024, tuổi trẻ Khánh Hòa xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Khánh Hòa, bệnh sốt rét tiếp tục diễn biến phức tạp tại huyện miền núi Khánh Vĩnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hoạt động đầu tư phát triển tại cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco Ninh Ích, thôn Tân Phú, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco Ninh Ích do Tổng công ty Khách Việt làm chủ đầu tư với quy mô hơn 35 ha. Hiện nay trong cụm công nghiệp có 3 đơn vị đang hoạt động là xí nghiệp may Khatoco, công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco và trại nuôi cá sấu, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 69%. Đối với phần diện tích đất còn lại khoảng 6 ha chưa thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp do gặp khó khăn về nguồn nước sạch cấp vào cụm công nghiệp. Sau khi kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của các nhà máy tại cụm công nghiệp và nghe báo cáo của chủ đầu tư, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu Tổng công ty Khánh Việt khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco Ninh Ích để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp. Khẩn trương thực hiện các bước lập thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động cho cụm công nghiệp theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành dự án và đưa vào vận hành chính thức vào cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công Thương phối hợp với Tổng công ty Khánh Việt, Ủy ban Nhân dân thị xã Ninh Hòa chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp và chăn nuôi Khatoco Ninh Ích trong tháng 6 2024. Đối với những khó khăn vướng mắc đề xuất của Tổng công ty Khánh Việt, ông Lê Hữu Hoàng giao cho các sở ngành ghi nhận, nghiên cứu và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý phù hợp, hướng dẫn thủ tục có liên quan cho doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm phía Bắc khu kinh tế Vân Phong nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Đoàn đã đi khảo sát dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn phân khu 3, dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông phân khu 8, khu vực thực hiện dự án tái định cư Vạn Thắng, khu tái định cư Ninh Mã, dự án khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang, bãi Cát Thấm, đồng thời kiểm tra tiến độ dự án đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Sau khi khảo sát thực tế, ông Trần Hòa Nam kết luận, đối với hai dự án thuộc phân khu 3 và phân khu 8, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất triển khai, các sở ban ngành địa phương lên kế hoạch thực hiện các công việc liên quan. Với dự án khu đô thị mới cao cấp Cổ Mã, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến các ngành tổng hợp để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư. Liên quan đến dự án khu tái định cư Vạn Thắng, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chính thức giao chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư theo kế hoạch. Tại dự án khu tái định cư Ninh Mã, Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong triển khai bước điều chỉnh cục bộ quy hoạch và các trình tự thực hiện. Đồng thời, địa phương cần xử lý dứt điểm các trường hợp vướng mặt bằng tại dự án đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong để hoàn thành dự án, đảm bảo mục tiêu và chi tiêu giải ngân vốn đầu tư công tại dự án này. Truyền đối với dự án khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang, bãi Cát Thấm, các ban ngành liên quan phải rà soát tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương thi công, nếu chậm xử lý nghiêm. Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, chiều nay, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra một số nội dung liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thẩm tra nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình liên quan đến điều chỉnh lần 2 chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Ban hành theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025, gồm điều chỉnh về phạm vi, mục tiêu, nhu cầu nguồn vốn đầu tư chương trình. Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh vốn sự nghiệp kinh tế để hỗ trợ thực hiện chương trình, rà soát hoàn chỉnh các phụ lục liên quan đến các công trình đầu tư, phụ lục các xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ban cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát hiệu quả đầu tư của các công trình có quy mô nhỏ từ nguồn vốn chương trình này, quan tâm bố trí vốn để đầu tư các công trình nước sạch tại các xã Sơn Bình, Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn và xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh để các địa phương đạt tiêu chí về nước sạch. Qua thẩm tra, rà soát các hồ sơ liên quan, làm rõ các nội dung về tăng tổng mức đầu tư hai dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025, xây dựng tuyến đường từ thôn Tha Mang, xã Ba Cụm Bắc đi thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp,
nâng cấp mở rộng đường liên xã Sơn Bình đi xã Sơn Hiệp ở huyện Khánh Sơn do tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng 3,264 tỷ đồng. Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cơ bản thống nhất với nội dung Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh tổ chức vào sáng nay tại trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu. Tại triển lãm, ban tổ chức đã trình chiếu các tư liệu hiện vật gồm thư tịch, châu bản, bản đồ của Việt Nam, bản đồ các nước phương Tây, bản đồ Trung Quốc, các tư liệu trước năm 1975. Đây đều là những bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Triển lãm số Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp thông tin bằng chứng lịch sử pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quá trình xác lập thực thi chủ quyền liên tục của Việt Nam đối với hai quần đảo. Giới thiệu những hình ảnh về biển đảo quê hương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng tiềm năng của biển đảo Việt Nam, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc với đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 35. Trong thời gian đào tạo 6 tháng, 80 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển Khánh Hòa và kiến thức bổ trợ, nghiên cứu thực tế, ôn tập, thi tốt nghiệp và các hoạt động khác. Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đề nghị các học viên xác định động cơ học tập đúng đắn, tự giác rèn luyện và cầu thị trong học tập, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình của khóa học, quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các quy định của nhà trường. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa sáng nay tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2024 thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy khối. Trong 5 ngày, 100 học viên là đảng viên mới kết nạp dưới 12 tháng của gần 20 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy khối được học tập chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị gồm 10 chuyên đề. Qua chương trình giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Thanh niên 2024 đã triển khai được 2/3 chặng đường với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Năm nay, Tuổi Trẻ Khánh Hòa hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề Thanh niên Khánh Hòa xung kích tình nguyện về cuộc sống cộng đồng. Tháng Thanh niên trùng với thời điểm thanh niên cả nước hướng đến kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Vì vậy, với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo, những ngày tháng 3 này, Tuổi Trẻ Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động sâu rộng, góp phần thể hiện bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của màu áo xanh tình nguyện vì cộng đồng. Khánh Sơn là địa phương tổ chức lễ trao quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 sớm nhất trong toàn tỉnh. Tuổi Trẻ Khánh Sơn đẩy mạnh triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện, đề ra nhiều chỉ tiêu hoạt động trọng tâm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đó, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện chú trọng đưa các đội hình thanh niên tình nguyện về những địa bàn, các thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, nhằm vận động, hỗ trợ sinh kế, triển khai các mô hình lập thân, lập nghiệp cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các quỹ học bổng, ngôi nhà khăn quàng đỏ để tiếp sức đến trường cho các em thiếu nhi, người đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Với chủ đề thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng, thì Tuổi Trẻ Sơn Trung luôn phát huy truyền thống màu áo xanh của tuổi trẻ. Đoàn xã sẽ triển khai các hoạt động như là ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện và triển khai các hoạt động tham gia tổ chức thăm và tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, sửa chữa nhà ở cho những người già yếu thế. Tuổi Trẻ huyện Khánh Sơn của chúng tôi rất là mong muốn đưa những cái phong trào, những cái hoạt động an sinh xã hội gắn với từng địa phương để một phần nào đó cùng chung tay với địa phương trong tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Chúng tôi cũng đã xác định các nhiệm vụ cũng như là những công trình lớn để chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì trong đó phải kể đến là các công trình như xây dựng cái nguồn quỹ
để xây nhà khăn quàng đó cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì ngoài ra chúng tôi cũng dành những cái tình cảm đến các em thiếu nhi trong cái việc hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các em học sinh bằng những phần quà với giá trị về vật chất và tinh thần. Tháng Thanh niên năm 2024 kéo dài xuyên suốt tháng 3, trong đó các cấp đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lịch sử, truyền thống của đoàn với nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn giao các đơn vị triển khai hơn 50 công trình phần việc thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn ở những địa bàn khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch, triển khai công trình thắp sáng đường quê, triển khai các mô hình trồng cây xanh. Trên cấp tỉnh, tỉnh đoàn đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng như ngày Chủ nhật xanh, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh với sự tham gia của hàng chục ngàn lượt thanh niên. Bên cạnh đó, một số công trình phần việc cấp tỉnh nổi bật cũng được triển khai như trồng 200 cây xanh trên khu vực núi Cô Tiên, lắp đặt công trình ghế đá cộng đồng tại công viên bờ biển thành phố Nha Trang, tổ chức trồng hàng ngàn cây xanh hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam xanh. Trong các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, Tuổi Trẻ Khánh Hòa tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn tiếp sức đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động tình nguyện là nội dung chính cho các hoạt động của tháng thanh niên. Với những yêu cầu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân thì các cấp bộ đoàn cũng sẽ triển khai đầy đủ các kế hoạch của lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh đó thì triển khai các hoạt động cụ thể của tháng thanh niên mà ban thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch. Trên cơ sở đó thì hy vọng rằng tháng thanh niên sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp nhất và góp phần vào hoạt động thanh niên tình nguyện chung của tỉnh Khánh Hòa cũng như đó là hoạt động thanh niên tình nguyện của Trung ương đoàn. Tháng thanh niên được xem là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng, góp phần chung tay xây dựng quê hương. Các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2024 cũng sẽ góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của thế hệ thanh niên trong việc nỗ lực ra sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu đẹp. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại vẫn chưa dứt đà giảm. Hiện mức lãi suất huy động trên 6% một năm đã không còn trên thị trường, trừ một số ngân hàng áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt với tiền gửi hàng trăm tỷ đồng. Kể từ đầu tháng 3 năm 2024, đã có 20 ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động. Trong nhóm 4 ngân hàng lớn gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, chỉ còn ngân hàng Vietinbank niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 5% một năm cho tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên. Dù lãi suất huy động đã liên tiếp giảm và giảm mạnh trong cả năm qua, nhưng lượng tiền gửi ngân hàng vẫn rất lớn. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng 2 tháng đầu năm 2024 giảm so với cuối năm 2023, trong khi lượng tiền gửi đạt 14 triệu tỷ đồng, tiếp tục lập kỷ lục mới. Tổng cục Thuế vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế. Theo Tổng cục Thuế, thủ đoạn chính của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế, quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNEID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là tích hợp căn cước công dân và mã số thuế hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNEID, sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa VNEID giả mạo rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Tổng cục Thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế nào thu thuế hộ, đồng thời cảnh báo đến người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Tổng cục Thuế khuyến cáo các trường hợp nhận được các tin nhắn, cuộc thoại trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo cần lưu lại các bằng chứng, cung cấp tới các cơ quan chức năng nơi gần nhất, đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định, phải kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh, xử lý vi phạm nếu có, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, cùng công tác bán vé, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá vé máy bay. Trong văn bản gửi Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, để giảm thiểu đến mức tối đa những ảnh hưởng đối với hành khách, Bộ yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác,
bổ sung tàu bay để đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới. Tình trạng chậm hủy chuyến cần được hạn chế trong thời gian tới. Văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải được ban hành trong bối cảnh một số hãng hàng không trong nước đang trong quá trình tái cơ cấu, trả tàu bay, cắt giảm khai thác. Sau vụ bệnh nhân tại Khánh Hòa dương tính với cúm AH5 tử vong, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Người dân cần chủ động phòng tránh. Theo Cục Y tế Dự phòng, từ đầu năm 2024 đến nay, ghi nhận 6 ổ dịch cúm gia cầm tại 6 tỉnh thành phố, gồm Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người. Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận tới 50 ca mắc sốt rét, tập trung toàn bộ tại huyện miền núi Khánh Vĩnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của địa phương và ngành y tế, vì đây không phải là thời điểm bùng phát của bệnh này. Dự đoán từ nay cho đến cuối năm, tình hình sốt rét tại Khánh Vĩnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi các cơ quan đơn vị ngành y tế phải tăng cường giám sát, quyết liệt hơn với các biện pháp phòng chống bệnh. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, 9 trên 15 xã thị trấn của huyện đều có ca mắc sốt rét, trong đó xã Khánh Phú chiếm nhiều nhất với 22 ca. Đáng chú ý, nếu như năm 2023, số ca mắc sốt rét chủ yếu là người dân địa phương, thì từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ lệ người mắc bệnh lại tập trung vào các đối tượng đến từ các tỉnh khác. Họ đi rừng rẫy và ở lại đêm tại rẫy. Qua ghi nhận, các ca bệnh hiện đã điều trị khỏi, xét nghiệm cho kết quả âm tính với ký sinh trùng sốt rét và vẫn đang được trạm y tế theo dõi sức khỏe. Cái đối tượng mắc bệnh sốt rét của đầu năm nay ở địa bàn xã Khánh Phú là chủ yếu là cái đối tượng mà từ vùng khác họ đi khai thác quảng thiết ở trong rừng sâu và họ mang cái mầm móng đó bệnh về tại địa phương. Và thứ hai nữa là đội đi khai thác và thiết kế cái đường giăng bay tà gù thì họ cũng mắc bệnh ở tại cái khu vực mà họ đi làm việc. Khó khăn nhất là công tác phối hợp của một số hộ dân thì họ vẫn chưa có phối hợp tốt trong cái công tác mà lấy lam xét nghiệm kịp thời sau khi mà họ từ rừng rẫy họ trở về, thì là cái khó khăn thứ nhất. Cái thứ hai nữa ở đây thì về mặt kinh phí cho cái công tác mà phòng chống dịch bệnh sốt rét trên địa bàn của huyện Khánh Vĩnh thì cũng chưa có cơ sở để mà cấp kinh phí cho cái công tác tuyên truyền cũng như là các cái định mức chi cho các cái công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh. Trước sự gia tăng mạnh, đột biến số ca mắc sốt rét tăng gấp 16 lần so với cùng kỳ năm 2023, ngành y tế huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh tổ chức giám sát ổ bệnh sốt rét, phun hóa chất diệt muỗi tại các hộ dân, nhà rẫy ở các thôn xã có nguy cơ cao, đồng thời đã cấp phát hàng ngàn chiếc màng, võng, tẩm hóa chất phòng muỗi sốt rét cho người dân. Ngành y tế cũng chủ động lấy máu xét nghiệm cho tất cả trường hợp sốt, người nghi ngờ mắc sốt rét, đặc biệt là các hộ gia đình thường xuyên ở rừng rẫy. Qua 7 đợt lấy máu xét nghiệm sàng lọc cho gần 1.500 người, phát hiện có 3 trường hợp dương tính với ký sinh trùng sốt rét. Khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống sốt rét mà ngành chức năng của tỉnh đang gặp phải là nhiều người dân còn chủ quan, không tuân thủ việc ngủ màng có tẩm hóa chất. Trong chuyến đi thực địa mới đây về tình hình sốt rét của Cục Y tế thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo cục đã đưa ra nhiều giải pháp cho địa phương, yêu cầu tỉnh cần quyết liệt hơn trong công tác phòng chống bệnh. Trong đầu năm đến giờ mà tỉnh Khánh Hòa như vậy thì chúng tôi thấy là cần phải nỗ lực các cấp các ngành, đặc biệt là Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh phải chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, của huyện, của xã và đặc biệt là tăng cường cái công tác truyền thông cho đến tận người dân và để người dân có ý thức rất cao trong cái việc là phòng chống sốt rét ngay tại là cộng đồng. Cũng như rằng tức là tỉnh phải chuẩn bị các cái thuốc, trang thiết bị, hóa chất để cho công tác dập dịch được tốt. Kết quả điều tra của Trung tâm và Viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng Quy Nhơn đã tìm thấy muỗi Anopheles trong các khu vực rừng rẫy ở Khánh Vĩnh. Đây là vật trung gian đốt người bệnh sốt rét và truyền ký sinh trùng sang người khác làm ca bệnh tăng lên. Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ các hướng dẫn như ngủ màng có tẩm hóa chất diệt muỗi, phát quang, vệ sinh nơi ở, khám ngay khi có dấu hiệu bệnh.
Việt Nam đang hướng đến mục tiêu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030. Tiêu chuẩn để loại trừ là tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc 3 năm liên tiếp không có ca sốt rét nội địa. Hiện hầu hết các tỉnh thành đã đạt được tiêu chuẩn này, nên để xóa trắng sốt rét trên địa bàn, đòi hỏi tỉnh Khánh Hòa và chính người dân phải quyết liệt, chặt chẽ hơn với các biện pháp phòng chống bệnh. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.